Ông đưa chúng tôi lên đây với mục đích gì? Mục đích thì rất là dễ hiểu. Đó là cá tự do trong tự do. Chúng mày! Tự do ư? Sao cô không để chúng tôi đưa vào bằng đường bộ mà đưa chúng tôi lên đỉnh tháp này? Là có ý gì? Là có ý gì? Mặt trận Đông Dương, Mặt trận Đông Dương có thể tha thứ cho các ông, nhưng tôi và nhà tù Sơn Lâm không thể tha thứ được. Và tôi muốn về thì cứ về, nhưng tôi nói trước các người hẹn, bất kể kẻ nào rơi khỏi sân này mà đi bằng đường bộ, chúng ta sẽ bắn chết ngay. Chúng mày có chưa? Là một lũ đê hẹp, ngoài bên thì mái chạm không thôi, nhưng bên trong ngấm ngầm muốn hại chúng ta thế này. Bây giờ chúng ta phải tính cách nào? Không lẽ sự nghiệp cách mạng của chúng ta phải kết thúc ở đây hay sao? Các đồng chí cứ bình tĩnh, các đồng chí cứ bình tĩnh. Trong số tù viên chính trị, có đồng chí là người địa phương. Tôi đã hứa với đồng chí ấy, nhờ bà con bản địa kết mẻ nứa sẽ đưa chúng ta vượt qua các gành. Tôi đã tốt quá rồi, tốt quá rồi, các đồng chí ạ. Hay quá rồi. Đúng là đầy thuyền cũng là dân, mà lật thuyền cũng là dân. Nếu có sức mạnh của lòng dân, là chúng ta sẽ có tất cả. Phải đấy các đồng chí ạ, chúng ta phải tin tưởng, lạc quan, đúng như tinh thần đồng chí cũng đã viết trong bài thơ: Quản chi nếm mật với nằm gai, trời biển mênh mông vẫn đợi người, chí lớn nấu nung trong ngục tối, sẽ đem đi phố một ngày mai. Tân khẩu theo rồi bao trái tim, ánh dương soi sáng chiếu màn đêm, gắn kia đã luyện nên thành phép, phép có tôi rồi mới dán thêm. Ngọn cờ chiến thắng khắp năm châu, cách mạng tháng người đã phất cao, quỷ trắng hung hăng chừng mấy mà, hãy xem cuộc thế chuyển vần mau. Bình minh hừng sáng ở phương đông, xé toạc màn sương phủ cánh đồng, đêm sẽ qua đi, ngày sẽ lại, trời quang mây tạnh, ánh dương hồng. Vượt thắng đi bằng